giới thiệu cả nhà, đây là bát bún bò Huế nhá. Bún bò Huế Trịnh. Đây là bát to nhá. Bát to khủng luôn. Bát này rất là to luôn. Đây, bát bún gồm có này, chả này, đấy, chả mực này, chân giò nhá, đấy, chân giò, tiết này, đấy, tiết là ngon, thịt bò đấy nhá, thịt bò thái miếng rất là to. Đây là chả, chả quế là, ngon lắm. Đấy, đây là bánh nhá. Đây là bún đấy. Bún sợi bún to. Đấy, xem nó có cái gì nhá. Đấy. Wow. Lại vẫn chân giò. Chân giò hơi bị nhiều luôn nhá. Chân giò hơi nhiều. Bát này to khủng hơn các bạn. Bát này bát gần như bát đại. Đây cái bát này. Rộng phải 25 cm. Ngon chưa? Đấy. Nước này ăn tuyệt vời nhé. Đấy. Cho thêm tí rau này. Có thơm nhé. Hoa chuối này. Đấy, hoa chuối nhá. Chuối cho xuống được chín. Đấy, đây là giá. À, ngon chưa? Đi làm một chơi. Thử tí nước nhá. Thử nước. Thử nước. Wow. Nước ngon tuyệt vời cả nhà. Hương vị rất là ngon nhé. Hương vị rất là ngon. Hương vị rất là ngon nhé. Đấy, cho rau xuống. Để chả nhá. Thưởng thức từng miếng nhá. Đấy, ăn miếng thịt nhá. Thịt bò. Ăn miếng thịt bò. Thử miếng tiết này. Tiết. Tiết rất là ngon. Chả mực này nhá. Đấy. Chả mực rất là giòn. Ngon. Ăn cả mấy quẩy nữa nhá mọi người nhá. Ăn cả mấy quẩy. Phố đi đâu? Phố đi ăn đi uống thì ngon quá. Tôi cũng một lần thì đi đâu là cháu với thằng con nhà chú đi chơi. Thử miếng chả nhá, chả quế. Ở cái cửa hàng bún bò Huế Trịnh này làm. Họ chuyên làm giò chả, thế là chả ở đây rất là ngon. Chả ngon lắm. Chả giòn, ngon.
Bye.